xin chào các anh chị và các bạn hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu à, coi các em học sinh ở trong à, trường đặc biệt là các em học sinh lớp 2, lớp 3 được dạy à, các cái à, cách tính nhẩm toán trừ như thế nào để qua đó đó chúng ta biết cách chúng ta hướng dẫn các em làm cho nó đúng à, so với cái phương pháp của trường học à, nhưng mà trước khi bước vào nghiên cứu cái cách học sinh lớp 2, lớp 3 tính nhẩm toán trừ ở trong trường học, tức là theo kiểu trường học, kiểu học đường chúng ta làm quen một cái cách trừ rất là hay của các bạn học sinh ở nước ngoài. Các em nhẩm cái toán trừ như thế nào. Đó thì trên kinh mẹo hay cũng đã trao đổi rất nhiều về cái phương pháp làm sao để thực hiện toán trừ cho nó nhanh chóng gọn gàng. Tuy nhiên hôm nay thì vẫn có những cái cách làm mới cách tính nhẩm toán trừ khá thú vị mời các bạn theo dõi nha ví dụ chúng ta có một cái phép tính như sau 48 trừ 36 nếu bình thường thì các em nó trừ ra thôi đơn giản thôi nhưng ở đây là mình nói về phương pháp cho nên cho một cái ví dụ dễ hiểu để tính nhẩm phép tính trừ thì một số các bạn học sinh nước ngoài sẽ làm như sau lấy hai cái số này và so với số 40 khi so với 4, số 40 thì chúng ta thấy số 48 này nó sẽ là thừa 8. Cái ở đây mà để cái dấu bằng là các bạn rầy mình nữa. Nhưng mà vì tính nhẩm á. Cho nên là là mình diễn giải cái ý tưởng thôi. Chứ không không không, không phải để đặt để bài toán để giải được. Như vậy thì so với 40 á. Thì số 48 này nó sẽ thừa 8. Số 36 so với 40 thì nó lại thiếu 4. Cho nên phải cộng thêm vô 4. Và kết quả sẽ bằng 12 Thế 8 cộng 4 được kết quả là 12 Như vậy trong phép toán này vô hình chung Các em nó đã lượt bỏ cái số 40 này đi rồi Bên này cũng vậy Và khi lượt bỏ số 40 thì bên này nó thiếu 4 cộng vô Bên này nó thừa 8 ghi ra Và phép tính này nó bằng 8 cộng 4 bằng 12 Nhưng mà nếu mà để vô bằng vô đây thì Chắc các bạn sẽ bảo là Diễn đạt nó không có khoa học đúng không ạ à? Không khoa học cho nên thì mình ghế, ghế. ghi cái dấu về để cho ta hình dung cái 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 phương hướng giải bài toán thôi rồi ví dụ một cái ví dụ khác 127 trừ 95 tính nhẩm theo cái hướng này thì chúng ta tính nhẩm làm sao rõ ràng chúng ta có thể dễ dàng là so sánh với số 100 đúng không ạ so với 100 thì ở đây chúng ta sẽ còn lại 27 À, một cái từ một cái bài toán phức tạp chúng ta chuyển thành một cái bài toán khá đơn giản bên này thừa 27 và bên này thiếu 5, bù vô thêm năm tức là cộng 5 vô kết quả sẽ bằng 32 nó đơn giản hơn rất là nhiều à, khi so sánh một một cái số với một cái số cố định nào đó để giải quyết cái bài toán như vậy trong trường hợp mà số bên đây nè nó cũng lớn thì chúng ta trừ ra chứ không cộng vào đó ví dụ như đơn giản là cho nó dễ hiểu chúng ta làm một cái cho một cái ví dụ nó đơn giản thôi ví dụ như 54 trừ 51 đã thì nếu so sánh với 50 thì chúng ta thấy bên này nó thừa 4 và bên này nó cũng thừa thừa một cho nên chúng ta không cộng vào mà chúng ta trừ ra thì bằng nó 3 À, cho cái ví dụ đơn giản cực kỳ đơn giản để chúng ta hình dung nếu cả hai bên đều thừa hết thì chúng ta trừ ra còn hai phép tính trên này nè bên số số trừ này nó thiếu cho nên chúng ta mới cộng vào à, trường hợp cả hai bên nó đều thừa thì chúng ta trừ ra cái quan trọng là các em xác định cái số so sánh là số nào ví dụ bài toán này số so sánh là 40 bài toán này số so sánh là 100 bài toán này số so sánh là 50 có những cái bài toán thì các em nó có quyền chọn cái số so sánh là nhiều hoặc ít tùy thuộc vào cái thói quen và cái sở thích của các em đây ví dụ có cái bài toán này 96 trừ 78 thì bằng cái gì đó thì ví dụ như các em nó so sánh với số 70 chẳng hạn nó lấy số 70 để nó so sánh đó là so 70 thì rõ ràng bên đây các em nó sẽ còn 26. Bên này nó sẽ còn là 8. Cả hai đều dư hết cho nên phải trừ ra. Rồi 26 Trừ 8 thì bằng 18. Đó, đó là trường hợp các em lựa chọn so 70. Nhưng các em nó cũng có thể lựa chọn so sánh bằng cách khác. Số so sánh lựa chọn cái các em có thể là lựa chọn cái số sánh so sánh khác. Ví dụ nhớ lựa chọn số so 80 nếu so 80 thì bên này nó chỉ có thừa 16 thôi à, bên 96 nó chỉ còn thừa 16 thôi và bên là là 78 thì nó lại thiếu 2 cho nên 16 cộng 2 nó cũng bằng 18 và rõ ràng cái phép so sánh với 80 này nè cảm giác nó dễ hơn là so với 70 đã so với 70 cũng phép tính này mà các em nó lựa cái số so sánh là so với 90 à, thì chúng ta thấy kết quả khá ha đây. Đến số bị trừ nó sẽ là thừa 6. Và bên số trừ nó thiếu đến 12. Tức là cộng thêm đến 12. Và kết quả nó cũng bằng 18. Như vậy thì các em nó sẽ lựa một cái số, so, số, so, số so sánh nào đó mà nó phù hợp với cái sở thích tính toán và nó thuận lợi nhất thì các em nó có thể là so và làm được các cái phép tính trừ này rất là thú vị. Tiếp theo thì hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu các cái cách tính nhẩm phép trừ mà các em được dạy ở trường như thế nào. Để có gì thì chúng ta hướng dẫn cho các em, các cháu nó làm cho nó chính xác theo đúng cái, cái mô típ, đúng cái cách thức mà trường dạy cho các em. Đây, ví dụ chúng ta có một cái phép tính là 11 trừ 5. Ở trường các em sẽ được dạy tính nhẩm như thế nào? thì nó có mấy cách các bạn. Thì ở trường học, nói chung là các em nó đều đã biết cái số 5 này nè. Nó nó đều sẽ phân tích rất tốt cái số 5. Số 5 là tổng của 1 với 4, của 2 với 3, của 3 với 2 và của 4 với 1. Rồi của 0 với 5, của 5 với 0. Tức là các em lớp 2 nó đã có kiến thức phân tích về số tự nhiên rồi. Cho nên đối với những cái bài toán như thế này nè, thì nhà trường dạy cho các em tính nhẩm là phân tích cái số 5 này ra cho phù hợp số bị trừ để trừ cho nó dễ và các em sẽ thực hiện phân tích như sau 11 trừ 5 sẽ bằng 11 trừ 1 trừ 4 và nó sẽ bằng 10 trừ 4 và kết quả sẽ bằng 6 đó là cách tính nhẩm thứ nhất ở trường vậy nếu có cái phép tính là 12 trừ 5 thì sao? Đó, các em nó cũng sẽ do nó 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 biết cách phân tích số 5 này rồi. Cho nên các em nó sẽ phân tích thành 12 trừ 2 trừ 3. Và 12 trừ 2 bằng 10 trừ 3. Và nó sẽ bằng 7. Đó là cái cách 1. Cách 2, cái này là phương pháp của nhà trường nha các bạn cái cách thức mà nhà trường dạy học sinh làm tính nhẩm cách thứ hai là các em sẽ làm tròn cái số này lên thành một cái số rất là dễ để trừ cho nó dễ thì lúc này các em sẽ biến chuyển cái cái phép tính này thành như thế này để làm tròn cái số này lên thành một cái số dễ trừ là số 10 chẳng hạn thì lúc này phép tính sẽ được chuyển đổi bằng cách 11 lấy 11 cộng 5. À, rồi sau đó mới trừ 5 cộng 5. Đó thì chúng ta sẽ thấy kết quả ở số bị trừ sẽ thành 10, 6, số trừ thành 10 và kết quả sẽ là bằng 6. Như vậy 11 trừ 5 bằng 6. Làm tròn hai cái số này lên. À, vì làm tròn ở đây 10, muốn làm tròn lên đây 10 thì ở đây phải cộng 5. Mà bên đây cộng 5 thì để phép tính không đổi thì bên số bị trừ cũng phải cộng 5. Và 11 cộng 5 thì bằng 16, 5 cộng 5 bằng 10. Và 16 trừ 10 lúc này đơn giản hơn, bằng 6. Tuy nhiên, để làm một cái phép trừ, à, các em phải chuyển thành hai phép cộng rồi thêm một phép trừ nữa nó mới ra kết quả đây đây là cách dạy ở nhà trường nghe các bạn chúng ta biết để chúng ta hướng dẫn các em à, đối với những cái số lớn hơn thì cái cách này rất là hiệu quả đối với những cái số nhỏ như thế này chúng ta có cảm giác là nó nó hơi dài đó mà nhưng mà đối với những cái số lớn hơn thì cái cách này nó nó, nó, nó hay hơn đó ví dụ Ví dụ chúng ta có một cái phép tính là 132 trừ 94 ngân hạn. Nếu để vậy thì các em rất khó trừ. Nhưng theo cái cách tư duy hồi nãy thì chúng ta thấy rõ ràng cần phải làm tròn cái số này lên 100, tức là cộng 6. Như vậy phép tính này có thể biến đổi thành 132 cộng 6, sau đó trừ 94 cộng 6. Và kết quả chúng ta sẽ có là 138 trừ 94 cộng 6 là bằng 100. Và kết quả sẽ bằng 38. Đó, cho nên trường hợp hồi nãy, phép tính nhỏ thì chúng ta thấy khi triển khai ra nó hơi dài dòng lộn xộn Hơi dài dòng nhiều bước hơn. Đó. nhưng mà đối với những cái số lớn hơn, thì cách triển khai này lại trở nên thuận lợi, dễ thực hiện phép tính hơn. Rồi, đó là hai cái cách làm tính nhẩm toán trừ đối với học sinh lớp 2, lớp 3. Đó là một cái dạng thôi. Tiếp theo chúng ta thử một cái dạng khác. À, chúng ta có bài toán là 36 trừ 18 bằng bao nhiêu? Cái bài toán này cũng có hai cách giải các bạn. Đối với cái tính tính nhẩm ở trường cũng có hai cách giải. Cách thứ nhất là các em sẽ lấy 36 rồi phân tích cái số 18 này ra thành trừ 10 trừ 8. Và lúc này sẽ có kết quả đây là 26, 36 trừ 10 còn 26 trừ 8. Và kết quả sẽ bằng 18. Cách thứ hai thì để làm tròn số bên này như hồi nãy mình trao đổi rồi thì chúng ta sẽ cộng mỗi bên lên hai đơn vị nữa. Như vậy phép toán 36 trừ 18 này sẽ bằng 36 cộng 2 trừ cho 18 cộng 2. À, và đây là sẽ bằng 38 trừ cho 18 cộng 2 là 2 10 và kết quả nó cũng sẽ bằng 18. Đó, đây cũng là một cái cách uh, xử lý uh, tính nhẩm trong trừ ở trong cái cái uh, theo cái kiểu của trường học rồi thì video hôm nay xin phép được kết thúc ở đây à, cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau xin kính chào